90 năm, một chặng đường. Khoảnh khắc thiêng liêng khi hội tụ về đây, hào sảng khúc hoan ca tự hào, sục sôi khát vọng quyết tâm trên con đường rộng mở. Tương lai chính là ý chí, quyết tâm và sự nỗ lực hết mình của mỗi đoàn viên thanh niên. Tiến lên dưới cờ Đảng, phía trước là một hành trình, và hành trình đó sẽ làm rạng danh đất nước từ sự cộng hưởng của triệu trái tim, khối óc, bàn tay và bước chân của tất cả chúng ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.